Hãy gom 5 tài khoản chứng khoán và đăng ký trở thành cộng tác viên của eBroker. Bạn phụ trách mở tài khoản và nhận hoa hồng. Chúng tôi phụ trách tư vấn đầu tư và hỗ trợ khách hàng. Cộng tác viên nhận hoa hồng từ 15 cho đến 25% phí giao dịch. Xem thêm thông tin chi tiết và đăng ký làm cộng tác viên tại website đầututudou.net, hotline 0981084636. Xin chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Đầu tư Từ Đâu. Chúng ta bắt đầu phần tổng kết tình hình thị trường tuần vừa qua và nhận định đánh giá tình hình thị trường tuần tới. Như vậy là trong tuần vừa rồi chúng ta chứng kiến là có những lúc VN Index vượt khỏi đỉnh cũ vùng 1.285 điểm, nhưng tuy nhiên là đến đóng cửa tuần chúng ta chứng kiến là VN Index lại lùi lại. Đấy, có một phiên lùi lại thì thực ra bản chất bởi vì sao? Bởi vì là thanh khoản không theo kịp với điểm số. Trước đây chúng ta cũng đã nhận định với nhau là nếu mà muốn một cái con sóng tăng lên, dòng tiền tốt thì phải đạt trên 20.000 tỷ để duy trì được cái con sóng tăng lên trên 1.300. Chứ nếu mà với một cái thanh khoản đến như ngày hôm nay bị đỏ điểm, nhìn thanh khoản cũng mới chỉ tăng một chút xíu thôi, lên 16.000 tỷ, thì tôi nghĩ rất là khó để mà tạo được một con sóng lên mạnh mẽ hướng đến cái vùng 1.330. Như vậy là trong cái tuần tới tôi nghĩ sẽ là cái tuần quan trọng, mặc dù là tuần tới chúng ta chứng kiến là chỉ có 3 ngày giao dịch thôi, vì là dính vào cái ngày nghỉ lễ, thế chúng ta sẽ phải quan sát rất là kỹ diễn biến của tuần tới. Nếu mà trong trường hợp thị trường chung sàn HO chỉ duy trì được 15-16.000 tỷ thì tôi nghĩ là cái trạng thái đi ngang, vì chỉ số đi ngang, VN Index đi ngang quanh cái khu vực 1.285 cộng trừ khoảng 10 điểm, và thị trường phân hóa rất là mạnh mẽ như những cái phiên vừa rồi chúng ta chứng kiến, đầu tuần thì nhóm dầu khí lên tốt này, nhưng đến cuối tuần thì lại bị bán mạnh, cuối tuần thì lại có nhóm bán lẻ và nhóm phân bón. Thì đấy, chúng ta thấy là cái sự phân hóa luân chuyển của dòng tiền rất là mạnh, nên nếu mà chúng ta muốn một cái con sóng nó dễ chịu hơn thì chúng ta sẽ cần thiết là cái dòng tiền vào thị trường tốt nhất phải đạt cái mốc 18-19.000 tỷ và trên 20.000 tỷ càng tốt. Nên chúng ta đang trông chờ vài phiên tới, thì có thể là với cái phiên hôm kích nổ ngày hôm thứ năm thì đã mang lại cho nhà đầu tư cái sự tự tin hơn vào một con sóng hướng đến vùng trên 1.300 của chỉ số VN Index. Thì với những cái phiên điều chỉnh ngày hôm thứ 6, thứ 2, thứ 3 tuần sau, nếu mà thị trường tiếp tục điều chỉnh thì hy vọng là cái dòng tiền đang ngồi ngoài chờ đợi để vào thị trường sẽ kích hoạt. Cũng có thể dòng tiền sang tuần sau trước một cái dịp nghỉ lễ lớn thì nhiều khi là dòng tiền cũng e ngại, tức là thôi bây giờ coi như là trước khi nghỉ lễ không muốn là cầm cổ phiếu nhiều hoặc không muốn gia tăng, chờ đợi sau lễ mới tính, thì cũng có thể có một kịch bản đó xảy ra. Thì tôi thiên hướng hơn là chưa chắc là tuần sau đã tăng được cái thanh khoản, có thể vẫn duy trì được cả vùng 15 cho đến 16.000 tỷ thôi. Hy vọng là với cái T2 bắt đầu triển khai từ thứ hai thì có thể nó thay đổi, nhưng chúng ta sẽ phải quan sát chặt chẽ cái phiên thứ hai, thứ ba xem như thế nào. Nhưng đánh giá chung với 3 ngày giao dịch thì tôi nghĩ sẽ không có sự thay đổi nhiều, đi ngang giữ giá được quanh cái 1.285 điểm của VN Index, tôi nghĩ là rất là chuẩn chỉ rồi. Chuyển sang chúng ta nhìn một chút vào cái sức mạnh thị trường chung trong tuần vừa rồi. Chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa rồi thực chất là thị trường chung nó diễn ra cái sự phân hóa, tâm lý thì vẫn giữ được cái vùng là xác suất là quanh cái khu vực trên 80%, nhưng chúng ta thấy vẫn đang chưa vượt được khỏi cái đường A10. Đầu giờ sáng ngày hôm thứ 6 thì chúng ta cũng đang hy vọng là có được tín hiệu tốt sau phiên thứ 5 thị trường vượt đỉnh cũ, nhưng trong phiên chúng ta thấy dòng tiền không vào. Tôi nghĩ là cũng là do cái tâm lý trước kỳ nghỉ lễ, và đến cuối phiên với cái việc thị trường điều chỉnh thì nó lại tạo tiếp một cái xác suất đỉnh xác suất sau thấp hơn đỉnh xác suất trước và nằm dưới đường A10. Như vậy cái tín hiệu như vậy cũng cung cấp cho chúng ta là cái khả năng cao là thị trường chung trong vài ngày tới sang tuần sau, ba phiên giao dịch tuần sau thì có thể chỉ duy trì được cái trạng thái đi ngang thôi. Tỷ suất sinh lời bình quân thì trong tuần vừa rồi cũng giữ khá là tốt, các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận, mặc dù là lợi nhuận không nhiều, thực ra chúng ta cũng phải chấp nhận thôi. Tiền vào như thế này thì bình quân cả thị trường chung
lời được khoảng độ 1,5% nữa tìm được cổ phiếu tốt trong tuần vừa rồi thì cũng chỉ kiếm được khoảng độ 3 đến 5% thôi, trừ những cái trường hợp đặc biệt như nhóm bán lẻ thì cũng chỉ có MWG, còn như là phân bón thì có vẻ là đạt được lợi nhuận hiệu quả cao hơn. Chứ còn ví dụ như nhóm dầu khí đầu tuần lên rất là tốt nhưng cuối phần tuần đóng cửa không tốt nên đâm ra cái biên lợi nhuận trong tuần vừa rồi đạt được cũng không cao. Thế thì đối với các thị trường chung là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta nhận định tiếp đến các cái nhóm ngành chính ở trên thị trường, như là nhóm dầu khí này, ngân hàng, rồi là bán lẻ này, chứng khoán này, rồi là phân bón, thép, thì chúng ta xem là cái tuần tới là liệu là sẽ có cái sự chuyển biến và cái dòng tiền nó sẽ đi về đâu. Chúng ta bắt đầu đầu tiên với nhóm dầu khí, với những cái đại diện như là gas. Gas khởi đầu tuần khá là tốt, dạ làm cái cổ phiếu mà giữ nhịp cho thị trường khi mà cuối tuần vừa rồi chúng ta chứng kiến là có cái tín hiệu tiêu cực thị trường chứng khoán Mỹ, nhưng đầu tuần một cái là nhóm cổ phiếu dầu khí thể hiện được cái vai trò dẫn dắt ngay từ đầu tuần tăng lên, nhưng cuối tuần chúng ta thấy là với cái đóng cửa cây nến như gas thì đã thủng cả MA5. Thế thì bây giờ cái ngưỡng hỗ trợ của gas thì tôi đang thấy ở đây là cái vùng MA20 ở khu vực 111.5. Như vậy là có thể sang cái tuần sau tôi nghĩ gas sẽ tìm cái điểm cân bằng, tại vì vẫn đang đà chỉnh của tuần trước thì có thể sẽ tìm được đáy này. Đầu tiên là tìm được vùng đáy. Tốt nhất nếu mà duy trì được cái đà khỏe sẽ tạo đáy trên vùng 111.5, sau đó xây dựng cái đáy xong thì có thể sẽ tăng lên, bởi vì chứng các gas bây giờ đang gặp cái ngưỡng cản, cái vùng đỉnh cũng gần mấy cái đỉnh trong vòng giai đoạn vừa rồi chúng ta chứng kiến có 2 lần tạo đỉnh ở khu vực 122, để có thể là đang gặp cái áp lực chốt lời của những nhà đầu tư e ngại cái vùng này. Đấy, và khi mà chốt lời xong hết đà ra thì có thể tạo đáy để hình thành một sóng tăng mới. Thì tôi kỳ vọng là nếu mà trường hợp gas khỏe thì sẽ tạo đáy quanh cái khu vực 114 lấy đà, sau đó thì tìm đường bứt phá khỏi cái vùng 122 và đến cái vùng tiếp theo sẽ là 127. Nhưng trong cái tuần sau tôi nghĩ là với 3 phiên giao dịch thì cái khả năng tìm được đáy, tạo được cái đáy, tạo được cái vùng cân bằng quanh 114 đến 116 đã là rất là tốt rồi. Trường hợp tiếp là trường hợp Bình Sơn. Bình Sơn thì khởi đầu sóng dầu khí gần đây thì cũng không phải là quá là cổ phiếu quá xuất sắc. Đấy, chúng ta chứng kiến là giai đoạn vừa rồi nhóm cổ phiếu dầu khí trong 2 tuần vừa rồi hầu như đi lên tốt, nhưng cổ phiếu Bình Sơn thực ra có đến đầu tuần thứ 2 tuần vừa xong thì mới có tăng mạnh, chứ còn 2 tuần 1 2 tuần trước thì vẫn ở trạng thái đi ngang. Thì với 2 cái phiên đầu tuần chúng ta thấy khởi động rất là tốt, đến phiên thứ ba và phiên thứ tư, chứ còn thứ năm thứ sáu là đang điều chỉnh, thì do cổ phiếu này đang gặp cái ngưỡng cản vùng Fibo 0.236 ở cái khu vực 26.5. Như vậy là với cái phiên thứ sáu điều chỉnh thì tôi đang nghĩ là tuần sau có khả năng cổ phiếu sẽ tạo một cái vùng tích lũy mới. Ngưỡng hỗ trợ của Bình Sơn đang là cái vùng 25. Như vậy nếu cổ phiếu này giữ được cái đà khỏe để kỳ vọng có thể bứt phá được cái vùng 26.5 thì cái tuần sau sẽ là cổ phiếu này sẽ cố gắng đạt được cái việc là tạo đáy trên cái vùng 25, sau đó tích lũy ở đây để hy vọng là gì, sau kỳ nghỉ lễ có được cái dòng tiền mới bứt phá khỏi cái vùng 26.5. Trường hợp tiếp theo là trường hợp PVD. PVD thì chúng ta thấy rằng là đang gặp cái áp lực chốt lời khá là mạnh. Trong tuần thì cổ phiếu này có những lúc vượt khỏi được Fibo 0.382 nhưng gặp cái vùng đỉnh cũ đây, cái vùng 22, và trước đấy chúng ta chứng kiến là sau khi gặp vùng 22 xong cổ phiếu điều chỉnh khá là sâu. Thì cổ phiếu này thì thực ra là nó sẽ phù hợp hơn nếu mà trong tuần vừa rồi tôi cũng tư vấn ở trong các room cũng như trong chương trình bán mạnh thị trường là chúng ta nên xem xét chốt lời. Đấy, bởi vì gặp cái ngưỡng cản này rồi thì phải chốt lời thôi. Đấy, nhất là khi mà cái phiên thứ sáu chúng ta thấy không không giữ được trên cái Fibo 0.382 và quay ngược trở lại là cái điểm bán mà chặn dưới là phải bán ngay khi mà không giữ được cái vùng 20.6. Đến bây giờ khi mà rơi như thế này rồi thì chúng ta lại phải chờ cái điểm cân bằng tiếp theo thôi. Thì bây giờ cái ngưỡng hỗ trợ MA20 của PVD đang là cái vùng 18, thì có thể PVD trong tuần tới tôi nghĩ là nếu là kịch bản đẹp sẽ tìm được cái vùng cân bằng đâu đó quanh cái vùng 19-20, và khi đấy chúng ta hy vọng là tạo một cái đáy mới, sau đó lấy đà tích lũy để bắt đầu lấy lại được cái
vượt lên trên cái ngưỡng Fibo 0.382 thì chúng ta sẽ phải chờ cái diễn biến của tuần sau. Nhưng khả năng cao tuần sau nếu mà cổ phiếu PVD này tạo được cái đáy, tôi nghĩ là đã quá là tuyệt vời đối với PVD rồi. PVS cũng vậy, PVS sau khi gặp phiên ngày hôm thứ tư gặp cái ngưỡng cản Fibo 0.382 không vượt qua được, vùng 28 không vượt qua được và quay đầu, thì thực ra cũng phù hợp với những nhà đầu tư nào có sẵn hàng ở trong cái phiên hai cái phiên cuối tuần là bán chốt lời một phần. Đấy, thì bây giờ cổ phiếu đang điều chỉnh thì chúng ta cũng giống như các cổ phiếu dầu khí khác thì chúng ta chờ cái xây cái đáy trong tuần sau. Đấy, xây cái đáy thì có thể là hỗ trợ của PVS thì tôi đang hy vọng là tạo đáy được trên vùng 25.5. Thế thì tạo đáy thành công này xong cũng là tích lũy, sau đó thì kỳ vọng cái nhịp sau vượt qua khỏi 28. Thì khi đấy có thể PVS thì sẽ hướng đến cái giá mục tiêu tiếp theo, có thể là cái đỉnh vùng Fibo 0.236 đây, là cái vùng 33. Nhưng tôi nghĩ là trước đấy nó sẽ phải có tạo đáy và tích lũy tốt đã thì sau đó mới tiến lên được. Như vậy là chúng ta nhìn đầu tiên là nhóm dầu khí, tổng kết lại nhóm dầu khí chúng ta đánh giá là tuần vừa rồi là tuần chốt lời ngắn hạn của nhóm dầu khí. Thế thì tuần tới chúng ta sẽ kỳ vọng nhóm cổ phiếu dầu khí sẽ tạo đáy mới, phải tạo được cái đáy mới cao hơn những cái ngưỡng hỗ trợ. Sau đó tôi nghĩ là sẽ phải mất thêm vài ba phiên nữa sau cái tuần nghỉ lễ, sau cái tuần nghỉ lễ 2 tháng 9 xong xuôi thì nếu mà có cơ bứt thì mới bứt được. Đấy, chứ còn sang tuần sau thì tôi nghĩ là sẽ ở góc độ là đi ngang tạo đáy, đấy, tìm cái vùng tích lũy mới. Chúng ta tiếp theo với nhóm cổ phiếu chứng khoán với những đại diện như là SSI. SSI như vậy là đều có một cái tuần đi ngang, không có một cái sự chuyển động gì đấy quá đặc thù. Thì câu chuyện nhóm cổ phiếu chứng khoán thì tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần. Tức là tôi đánh giá là nhóm cổ phiếu chứng khoán thường hoạt động kém hiệu quả ở những cái năm mà chứng khoán không tốt. Đấy, ví dụ như chúng ta chứng khoán là chứng kiến là năm 2021 này, 2022 này, đầu năm 2022 là những năm chứng khoán tốt thì nhóm cổ phiếu chứng khoán lên rất là mạnh. Nhưng ngược lại, bắt đầu từ cuối năm 2022 thậm chí có thể là đầu 2023 sẽ chưa phải là những cái năm mà bùng nổ của thị trường chứng khoán. Thế thì kinh nghiệm của tôi là những cổ phiếu chứng khoán rất khó vượt được cái mốc Fibo 0.5 đến 0.382 dài hạn. Như vậy là chúng ta thấy rằng là ví dụ như SSI bây giờ đang gặp cản ở Fibo 0.5 là cái vùng 28.5, cộng với cả chúng ta thấy đây có một cái vùng vùng cản mạnh nữa, tức là cái vùng 26-27 mà cái thời điểm cổ phiếu xác lập đi ngang, cái thời điểm cuối tháng 5 đấy, cổ phiếu đi ngang rất là lâu và không bứt phá được, thì bây giờ nó đang biến cái vùng 26-27 này trở thành ngưỡng kháng cự mạnh trước cái cản vùng 28. Thế thì bây giờ cổ phiếu SSI trong tuần vừa rồi tôi thấy là cái động lực không cao, mặc dù là chúng ta chứng kiến kể cả với cái phiên tăng rất là hưng phấn ngày hôm thứ Năm, VN Index vượt, cái phản ứng của nhóm cổ phiếu dầu khí cũng không mạnh mẽ. Như vậy có vẻ như chúng ta đang nhận định là nhóm cổ phiếu chứng khoán đã đến ngưỡng, tức là đến ngưỡng cái, nếu mà kể việc VN Index có thể bứt phá lên vượt 1.300 cho đến 1.330 thì chưa chắc đã tạo được một cái sự đột biến ở nhóm cổ phiếu chứng khoán này. Tại vì SSI là một cái cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, nó đại diện cho ngành, nên chúng ta có thể là những cái tuần tới tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải xem kỹ cái nhóm chứng khoán. Nếu mà ví dụ như SSI bây giờ đang có cái ngưỡng chặn dưới là cỡ cái khoảng vùng 24, nếu mà không giữ được cái vùng 24 thì tôi nghĩ là nên thoát hàng và tìm kiếm những cái cơ hội khác. Hay còn nếu mà trong trường hợp giữ được vùng 24 thì tôi cũng kỳ vọng là nếu mà cổ phiếu SSI nếu mà tốt lắm thì tôi nghĩ là lên được cái vùng khoảng độ 28.5 thôi. Đấy, chứ còn nếu không thì khả năng cao nó chỉ lên vùng 26.7, 26 đến 27, và cái vùng này là cái vùng canh chốt. Trường hợp tiếp là VND cũng tương tự. VND thì còn thậm chí là còn đang gặp cái ngưỡng cản ở cái vùng cao hơn, tức là Fibo 0.382. Đấy, và tôi nghĩ là cũng rất khó vượt qua. Đấy, và bây giờ đang gặp cái vùng này. Tôi nghĩ rằng là nếu mà trong trường hợp đẹp, nếu mà có ăn theo được thị trường, nếu mà chẳng may VN Index vượt được 1.300 thì cũng chỉ gọi là cố gắng, thì tôi nghĩ là quay lại được cái sát cái vùng này này. Này, cái vùng cản mà trước đấy cổ phiếu chưa vượt qua được đây. Này, cái vùng quanh cái khu vực từ 24.2 cho đến 25.2, vùng cản rất là mạnh luôn. Đấy, thì may ra lên được vùng này ăn theo thị trường chung, giống như là SSI ăn được lên vùng 285 thì với điều kiện thị trường dòng tiền phải vào mạnh, đấy, thanh khoản phải vào đột biến,
trên 20.000 tỷ rồi là VN Index phi lên vượt vùng 1.300. Chứ còn nếu mà không thì rất là khó, và chặn dưới của VND sẽ là vùng 21.6. Nếu vi phạm những này thì sẽ phải canh xử lý. Rồi HCM, HCM thì cũng đang cũng đứng trước một cái cản Fibo 0.5 thì cũng vậy thôi, giờ chặn dưới đang là cái vùng 27, 26.8. Nếu giờ không giữ được 26.8 là phải bán. Đấy, còn nếu mà giữ được 26.8 thì cũng hy vọng sự quá đà. Thì đối với cả HCM thì yếu tố thanh khoản nó nhẹ nhàng hơn so với SSI, và nó có một cái nền giá tích lũy tốt ở quanh cái khu vực Fibo 0.5, thì cũng hy vọng là nếu mà thị trường bứt phá nó để vượt được Fibo 0.5 này, vươn lên sát cái Fibo 0.382 như trường hợp VND, thì cái mốc đấy là quanh 33, nhưng trong cái tuần tới thì đi ngang giữ được cái ngưỡng hỗ trợ tôi nghĩ là đã là quá là tuyệt vời rồi. BCI cũng vậy, đang gặp cái ngưỡng cản Fibo 0.382. Thế thì trường hợp BCI cũng vậy, cũng rất là khó vượt được cái ngưỡng 40. Đấy, và cái ngưỡng hỗ trợ của BCI bây giờ là cái vùng MA20 đang là cái vùng 35.1. À, như vậy là tổng kết lại nhóm chứng khoán thì với cái nhịp tới, kể cả việc thị trường có vượt lên cái vùng 1.300, thì tôi cũng đang với cái diễn biến tuần vừa rồi của nhóm chứng khoán thì tôi đang không quá là kỳ vọng vào nhóm chứng khoán. Tất nhiên khi mà thanh khoản bùng nổ trên 20.000 thì chắc chắn là sẽ có dòng tiền vào nhóm chứng khoán rồi, nhưng cái biên lợi nhuận ở đây tôi muốn nói ở đây là sẽ không có cái được cái sự đột biến như giai đoạn trước đâu. Đấy, như giai đoạn trước chúng ta chứng kiến là nhóm chứng khoán lên rất là mạnh, từ đáy đi lên có những cổ phiếu lên 30-40%, nhưng tôi nghĩ là cái nhịp tới sẽ khó khăn hơn. Có thể khi thị trường bùng nổ sẽ có được cái nhịp lên khoảng độ 7 5 đến 7%, nhưng nó sẽ không phải quá nhiều. Và cái câu chuyện của nhóm chứng khoán trong tuần sau là câu chuyện ở đây là đối với nhóm dầu khí thì chúng ta nghĩ rằng là cái câu chuyện sẽ tìm một cái đáy mới, tạo một cái vùng cân bằng mới. Thì đối với nhóm chứng khoán cái tuần sau là một tuần toàn quan trọng, tức là nếu mà làm được cái điều tốt là giữ được các cái ngưỡng hỗ trợ đấy, nên đâm ra nhóm chứng khoán tuần sau là cái thủy thử thách đối với nhóm chứng khoán. Sang chúng ta sang một cái nhóm tiếp là nhóm thép với những đại diện như là Hòa Phát. Như vậy nhóm thép tuần vừa rồi có vẻ là cũng không không ổn lắm như là nhóm chứng khoán, đi ngang không có tạo một cái sự đột biến, về sát cái ngưỡng như Hòa Phát là về sát cái ngưỡng hỗ trợ rồi, ngưỡng hỗ trợ bây giờ đang là vùng 23.2, và bây giờ nếu mà trong ngắn hạn không giữ được vùng 23.2 thì chắc chắn là rất là khó lên được cùng với thị trường chung trong giai đoạn tới. Và tiếp trường hợp Hoa Sen như nào. Hoa Sen đang gặp cản ở vùng Fibo 0.618 và cũng không vượt được. Fibo 0.618 là cái vùng Fibo rất là thấp mà Hoa Sen cũng chưa lấy đà để vượt được, nên nói chung là nhóm thép gần đây cũng là cũng khiến cho tôi cũng không lạc quan quá đối với nhóm thép trong ngắn hạn được. Nam Kim cũng vậy, đang gặp cản đường MA 100 và cũng đang loay hoay, cũng nằm ở giữa cái vùng giữa Fibo 0.618 và 0.5, nó cũng chưa tạo được một một dấu ấn gì đặc biệt cả. Như vậy là đối với cả nhóm nhóm thép tuần sau tôi cũng đánh giá như nhóm chứng khoán giữ được cái vùng hỗ trợ cũng là một cái câu chuyện là cũng rất là tốt rồi. Chỉ sợ là sang tuần sau thị trường rung lắc phân hóa, những cổ phiếu như nhóm nhóm thép này yếu hơn, tôi đánh giá là thép còn yếu hơn cả nhóm chứng khoán, không giữ được cái vùng hỗ trợ, thủng mất cái vùng hỗ trợ, gọi chúng ta gọi là nhóm bỏ cuộc giữa chừng khi mà VN Index vươn lên vùng 1.300, nên nhóm thép có thể là cái nhóm tôi kỳ vọng cuối cùng trong các cái nhóm cổ phiếu ngày hôm nay. Và nhóm thép nếu mà có biến thì tôi nghĩ là canh bán, trừ trường hợp chúng ta định đầu tư chung và dài hạn, thì với những cái cổ phiếu thép thì nó vẫn đang giữ được quanh cái khu vực Fibo 0.5 thì 0.618 thì chúng ta có thể là giữ tiếp, nhưng thực sự là rất là khó kỳ vọng về những cái sự đột biến trong ngắn hạn của nhóm thép này. Đối với cả cổ phiếu thép thì tôi không kỳ vọng cao đâu. Đấy, cũng như chứng khoán, nhưng chứng khoán tôi có thể kỳ vọng là nhịp tới lên hòa nhịp cùng thị trường chung. Nếu VN Index vượt 1.300 thì kỳ vọng lên khoảng 3 5 đến 7%, thì thép chỉ kỳ vọng quanh quanh 3 đến 5% là cùng thôi. Chúng ta tiếp đến một cái trường hợp tiếp là nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng thì tuần vừa rồi cũng là đi ngang. Đấy, không có gì đột biến, trừ một cái trường hợp nổi trội nhất trong nhóm ngân hàng tôi đang chú ý là trường hợp VPBank. VPBank có một cái đầu tuần bứt phá mạnh trước cái thông tin là bắt đầu được ngân hàng nhà nước chấp thuận cho việc tăng vốn. Đấy, và trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất thị
trường, thì chúng ta chờ xem là những cái bước bứt phá tiếp theo của VPBank. Thì VPBank đầu tuần khởi động tốt nhưng cuối tuần đang có phiên điều chỉnh. À, tôi nghĩ là do là đang gặp cái ngưỡng cản Fibo 0.236, tức là liên sát cái vùng 33 và đang gặp cái áp lực bán chốt lời. À, thì đây là một cái ngưỡng cản khá là mạnh, thì có thể VPBank trong tuần tới sẽ lùi về lấy đà, và tôi hy vọng là nếu mà lấy đà đẹp thì sẽ tạo đáy trên cái vùng 30.6, và nếu tạo đáy thành tôm có được cái phiên rút chân thì có thể đấy là một cái vị thế mua đẹp để chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu tiến sát, thậm chí là vượt cái vùng cản 33, tiến lên vùng hỗ trợ kháng cự tiếp theo, tức là cái vùng quanh 36, thì đây là cũng là một cổ phiếu ngân hàng tôi đang thích nhất. Tiếp theo là cổ phiếu MB. MB thì cũng khởi động tuần khá là tốt, đầu tuần tốt do là thông tin là đã được chốt chia thưởng 20% sau khi là phiên ngày 22 ngày giao dịch không hưởng quyền, sau đó đi lên và bây giờ đang gặp ngưỡng cản cũng vậy là Fibo 0.236 vùng 23.8, và phiên thứ 6 cuối tuần vừa rồi là lùi xuống. Đấy, thì tôi nghĩ là sang tuần tiếp theo kỳ vọng là cổ phiếu này tìm được cái đáy mới, thì nếu mà cổ phiếu này khỏe thì sẽ xác định được vùng đáy, tôi nghĩ là nên tạo đáy trên 23, thì khi đấy cái xung lực còn khỏe để lấy đà tích lũy vượt cái vùng cản vùng 23.7 để vươn lên cái vùng tiếp theo, và tôi kỳ vọng là có thể lên cái vùng 25, đấy, 25, 25.5, 25 cho đến 25.5, thì đấy là cái vùng đích đến của MB. Cổ phiếu nữa trong nhóm ngân hàng cũng đáng chú ý là trường hợp Sacombank, cũng rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên Sacombank thì tuần vừa rồi chỉ đi ngang thôi, và bây giờ đang cứ loay hoay ở quanh cái ngưỡng hỗ trợ và quanh cái ngưỡng Fibo 0.382, thì tôi nghĩ là chắc là vẫn sẽ loay hoay. Nhóm ngân hàng thì nó có cái đặc trưng là nhóm ngân hàng cái thanh khoản khối lượng giao dịch nó rất là lớn, nên để mà tạo được con sóng lớn của nhóm ngân hàng thì sẽ cần cái lượng tiền lớn, thanh khoản lớn. Nên tôi nghĩ rằng là trừ trường hợp VPBank có những câu chuyện liên quan đến tăng vốn, nên những cái trường hợp khác như là MB, như là Sacombank, thì tôi nghĩ là nếu mà với cái thanh khoản này thì chắc là chỉ giữ được cái trạng thái đi ngang thôi. Đấy, thì với cả Sacombank thì tôi nghĩ là tuần tới mà giữ được cái ngưỡng hỗ trợ MA20 vùng 24.9 đã là một cái câu chuyện rất là tuyệt vời rồi. Đấy, chứ còn để kỳ vọng bứt phá của Sacombank tôi nghĩ là khó. BIDV cũng là một cái cổ phiếu đáng chú ý trong nhóm ngân hàng đấy, nhưng chúng ta cũng thấy là cái tuần vừa rồi cũng là đi ngang và bám sát cái ngưỡng hỗ trợ Fibo 0.382. Đấy, và trở lại câu chuyện là như vậy là ba cổ phiếu, có hai cổ trong ngân hàng thì có sự phân hóa một chút, hai cổ phiếu như là BIDV hay như Sacombank thì chúng ta đấy đang quanh quẩn cái ngưỡng Fibo 0.382, và để mà có thể đẩy bật được như là lên cái ngưỡng Fibo tiếp theo, Fibo 0.236, tôi nghĩ sẽ cần thanh khoản thị trường vượt 20.000 tỷ. Còn nếu mà cứ loanh quanh 15-16.000 tỷ, tôi nghĩ chỉ giữ được giá thôi. Đấy, và bây giờ nếu mà trong nhóm ngân hàng thì tôi thích hơn trường hợp VPBank với câu chuyện tăng vốn. MB thì tôi sẽ cần phải xem lại một chút, tại vì MB diễn biến tuần vừa rồi khỏe là do cái câu chuyện là chia thưởng cổ phiếu, thì bây giờ tin tức đã xong xuôi rồi thì có thể sau đó nó sẽ diễn biến giống như Sacombank và BIDV, sẽ chỉ là một cái nền giá đi ngang thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm tuần sau, những cái tuần sau đối với cả nhóm ngân hàng cũng là một cái tuần để chúng ta theo dõi là chính, chứ cũng chưa có thể hành động gì đặc biệt cả. Chúng ta đến tiếp với nhóm cổ phiếu bắt đầu tốt dần lên rồi, là chúng ta đến với nhóm hưng phấn trong cuối tuần vừa rồi là nhóm phân bón, với hai đại diện là Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ. Thì các cổ phiếu phân bón chúng ta thấy rằng là tuần vừa rồi là được hưởng lợi từ những cái thông tin liên quan đến việc là Ba Lan đóng cửa nhà máy sản xuất phân bón vì do là khủng hoảng năng lượng. Thì với cái vấn đề này thì chúng ta thấy rằng là những cái thông tin đến với cổ phiếu thì bao giờ là cổ phiếu lên bằng tim, và những cái thông tin này là những cái thông tin rất là khó dự báo trước, nó rất là bất ngờ. Nên thường là thế, khi chúng ta đầu tư những cái cổ phiếu này thì chúng ta nên đánh sóng ngắn và không kỳ vọng quá dài. Thì đối với trường hợp như DCM, tôi đánh giá DCM khỏe hơn so với Đạm Phú Mỹ. Thì DCM hôm nay chúng ta thấy là lên cái ngưỡng cản Fibo 0.236 và chúng ta thấy là không còn giữ được cái đà tăng nữa. Nên thực sự là đối với cả cổ phiếu DCM hôm nay tôi nghĩ là mình ngưỡng chốt lời. Hôm thứ 6 là mình ngưỡng chốt lời đối với cả DCM. Và
Chúng ta như tôi đã chia sẻ là nếu mà trong phiên mà vượt được cái vùng 36 thì chúng ta nâng chạm giới lên 36 và không giữ được vùng 36 quay lại là chúng ta phải bán. Đấy thì câu chuyện của tại vì ăn theo tin nó rất là nhanh thôi. Đấy như chúng ta chứng kiến là giai đoạn trước giữa cái chiến tranh Nga với Ukraine, cổ phiếu Đạm Cà Mau cũng ăn được theo tin, sau đó lên một cái xong xuống rất là dốc. Đấy thì tôi nghĩ là cái điểm của Đạm nhóm phân bón không phải là cái câu chuyện chúng ta kỳ vọng tuần điều chỉnh xong để mua. Đấy, chúng ta canh chốt lời. Đấy, tôi vẫn nghĩ vẫn là cái điểm canh chốt lời. Sau đó là hết tin rồi thì tôi nghĩ là không không còn giữ được cái đà khỏe đâu. Đấy, thì đối với cả cổ phiếu phân bón thì chúng ta xem thêm trường hợp Đạm Phú Mỹ nữa. Đạm Phú Mỹ cũng vậy, cũng canh chốt lời thôi, lên như này bắt yếu phát là chốt ngay. Còn lại nếu mà để tìm một cái ngưỡng mua thì tôi nghĩ là sẽ phải quan sát thêm 1 2 tuần nữa chứ cũng không nên vội ở trong cái tuần sau. Đấy, nhiều nhà đầu tư cũng chia sẻ với tôi là có nên chờ cái tuần sau điều chỉnh để canh mua hay không, nhưng tôi nghĩ là thông tin mà đã ra rồi và đã nguội rồi thì tôi nghĩ là chưa chắc đã là những cái phiên điều chỉnh là những cái phiên là canh mua, tại vì có điều chỉnh mua xong chưa chắc đã có bật hồi lại được. Đấy thì đối với cả nhóm phân bón tôi nghĩ là chốt lời, canh chốt lời là thôi, đứng dậy và chờ một cái cơ hội khác thì một cơ hội khác. Tiếp đến là với nhóm bán lẻ với đại diện mà tăng rất là mạnh, cổ phiếu là trường hợp MWG phiên hôm thứ sáu có một cái phiên bứt tốc mạnh mẽ. Thì đối với cả thế giới di động thì cũng là cổ phiếu lên nhờ tin, có cái thông tin là bán cổ phần của Bách Hóa Xanh, thì thông tin này tôi nghĩ là cũng đang ứng vào giá và bây giờ cổ phiếu này đã có nhịp lên tốt và bây giờ đang gặp cái ngưỡng cản là đỉnh cũ đây, mấy cái đỉnh cũ xác xác nhận là thời điểm tháng 5 2022 này, thời điểm tháng cuối tháng 6 năm 2022 này là vùng 74, và từ 72 cho đến 74 chúng ta thấy còn rất là ngắn thôi. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta mua này chỉ vì tin thì tôi nghĩ là điểm mua này tôi nghĩ không thấy không đẹp, nếu mà chúng ta vì tin tức, tại vì đâu thì chúng ta nên mua từ đầu phiên tại vì đầu phiên đã có tin rồi. Đấy, nhưng còn bây giờ mua như thế này tôi nghĩ là không phù hợp, nên cái điểm mà tôi nghĩ là nếu mà đến tuần sau nó tiếp tục nó tăng lên tôi nghĩ là điểm chốt lời ngắn hạn. Đấy, tức là hành động của chúng ta tuần sau có thể đối với cả thế giới di động là chốt lời ngắn hạn, còn nếu mà điều chỉnh để mà tìm điểm mua tôi nghĩ là trong tuần sau thì chưa chắc đã tạo ra được điểm mua được trường hợp MWG. Trường hợp tiếp theo là trường hợp FRT. FRT thì có một cái những cái phiên tích lũy đi ngang cũng đẹp. Đấy, nhưng đang gặp cái ngưỡng cản Fibo 0.236 vùng là 90 và thấy rằng là đang rất là khó vượt qua, liên tục tích lũy lấy đà vượt qua, khó vượt qua tại vì tôi nghĩ bản chất, bởi vì nếu mà quan sát trên công cụ với Nifty ấy thì tôi thấy FRT nó đang có một cái vấn đề là cái phần trăm năm nó rất là cao, 206%, và cái điều này nó khiến cho là đến cái vùng cao này rồi là dòng tiền sẽ e ngại, và khi mà e ngại như thế thì lực mua nó sẽ ít đi, chứ rõ ràng là không phải nhà đầu tư nào cũng sẽ chấp nhận một cái rủi ro mua một cái độ cao lớn như vậy. Thì tôi nghĩ là sẽ cái tuần tiếp theo của FRT tôi nghĩ vẫn là đi ngang thôi. Đấy, tích lũy đi ngang, có thể cái vùng này sẽ phải tích lũy đi ngang thêm, chờ cho thứ nhất là những nhà đầu tư nào mà đã lời nhiều trong một năm vừa rồi chốt lời FRT đi để nó xây một cái nền giá tiếp, rồi là có thể đợi đường MA 20 nó cắt lên đường MA 100 nữa để cái xu thế trung hạn nó đầu vào sóng trung hạn, thì khi đấy có thể các cái dòng tiền mới mới tự tin hơn với điểm mua FRT. Nên FRT tôi nghĩ tuần sau vẫn là cái tuần quan sát. Một cổ phiếu nữa trong cái nhóm bán lẻ là trường hợp PNG. PNG thì giai đoạn vừa rồi tôi đánh giá là PNG khá là yếu, nó chỉ được cái mỗi một cái là có một cái vùng nền giá tích lũy ổn định quanh khu vực 114, chứ còn cái sự đột biến chưa có ở đây. Thì những cái phiên vừa rồi của PNG tôi nghĩ là ăn theo thế giới di động, ăn theo cái cổ phiếu khác trong cái nhóm bán lẻ. Thế thì trở lại với câu chuyện ăn theo như vậy thì nếu mà tuần sau nó lên PNG lên cái ngưỡng cản mạnh cái vùng 121.5 thì tôi nghĩ là một cái ngưỡng canh chốt đối với những nhà đầu tư nào mà đã mua được quanh cái vùng tích lũy ở quanh cái khu vực 115 116 theo cái công cụ khuyến nghị fit từ từ 1 2 tuần trước. Đấy, còn bây giờ cái ngưỡng hỗ trợ của PNG cũng vẫn là 114 thôi, nếu mà bây giờ nó giảm về 114 thì có thể quanh cái ngưỡng này thì chúng ta giữ tiếp tại vùng này là vùng tích lũy. Nhưng nếu mà nó thủng đường MA 100, thủng 112.5 thì tôi nghĩ sẽ phải canh bán. Đấy. Còn nếu mà giữ được vùng đấy thì chúng ta cứ chờ đến sát cái vùng 121, 122 là chúng ta bán thôi. Đấy thì PNG tôi nghĩ là cổ phiếu yếu ăn theo trong nhóm bán lẻ, mà nó sẽ dao động trong cái biên độ từ 114 cho đến khoảng
121 và chúng ta có thể canh ở dưới 114 mua, 121 bán. Và tuần sau là cái tuần tôi nghĩ nếu lên được là tuần trước lời, thì hôm nay có phiên có lúc lên đến 120 đấy. Và thực ra nếu mà nhà anh chị nào mà non tay là sẽ đã phải chốt lời quanh đến 119 rồi. À, trường hợp cuối cùng là DigiWorld thì là một cái cổ phiếu, thì tôi nghĩ là nếu mà gọi là có cái điểm mua thì tôi nghĩ là DigiWorld là cổ phiếu có điểm mua mà ổn nhất trong cái nhóm bán lẻ. Cổ phiếu này đã bứt phá tuần trước, đã bứt phá được cái ngưỡng Fibo 0.236 và tuần vừa rồi tạo đáy được trên Fibo 0.236, bứt phá tạo đáy thành công. Tiếp tục xây cái đáy cao hơn. Đấy, thì chỉ cần là cổ phiếu này giữ được trên cái vùng 70 là chúng ta hoàn toàn có thể canh mua vào để kỳ vọng tuần tới cổ phiếu có thể đạt đến mức mốc là giá mục tiêu là 78. Thì khi đấy chúng ta chốt lời và nhớ là cut loss của cổ phiếu này là nếu mà không giữ được cái vùng 70 là chúng ta sẽ phải cut loss. Rồi, ok, như vậy là chúng ta cũng đã điểm qua hầu như là toàn bộ những cái ngành cũng như cái mã cổ phiếu đáng chú ý nhất trên thị trường. Thì chúng ta lưu ý là cái tuần sau cũng là tuần rất là thử lửa đối với thị trường, bởi vì chúng ta cần thiết là dòng tiền tăng mạnh. Nhưng tuy nhiên là trước cái thềm trước kỳ nghỉ lễ thì rất là khó đòi hỏi dòng tiền tăng mạnh được. Như vậy tuần sau sẽ là cái tuần tôi nghĩ là cái tuần đi ngang của thị trường chung. Đấy, và có thể một số cái cổ phiếu đi lên đặc thù, thì nếu mà như cổ phiếu phân đạm hay là cổ phiếu bán lẻ thì có thể chúng ta sẽ phải canh chốt lời. Đấy, thì còn nếu mà anh chị vẫn cảm thấy khó khăn trong vấn đề quan sát quyết định nữa thì anh chị có thể mở tài khoản với chúng tôi eBroker với ID 4088 để tham gia các khóa đào tạo, được add vào các nhóm tư vấn định hướng giao dịch để mà có thể tiến tới giao dịch thành công. Một lần nữa cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào cái video tiếp theo của Đầu tư từ đâu. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật được cái video mới nhất của chúng tôi.